với một cái kinh phí ít ỏi. Thì Bùi Hồ đi quay, Bùi Hồ bằng giúp bằng cái khả năng của mình đó. Thì làm YouTube giàu hay nghèo thì Bùi Hồ xin trả lời luôn. Dạ, làm YouTube giàu cô. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, quay trở lại với video clip tiếp theo của Bùi Hồ. Và lời đầu tiên Bùi Hồ muốn nhắn gửi đó là cảm ơn cô bác quý anh chị, bạn bè trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Bùi Hồ TV suốt một thời gian qua rất là nhiều. Và đến hôm nay thì kênh Bùi Hồ đã vượt qua mốc là 50.000 người đăng ký. Đó là một cái động lực để cho Bùi Hồ tìm đến những cái hoàn cảnh khó khăn tiếp theo, và cũng như là tìm đến những cái động lực vươn lên của tất cả mọi người. Thì thông điệp của kênh của Bùi Hồ là tìm đến những người có tài và có cái năng lực vươn lên, và những cô bác anh, những cô bác, những anh chị có cái hoàn cảnh khó khăn và cần sự giúp đỡ. Đó là cái thông điệp kênh của Bùi Hồ muốn gửi đến cô bác quý anh chị, để chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái yêu thương. Hôm nay thì Bùi Hồ chọn một cái khung cảnh khá là lý tưởng, đó là ở quê ngoại của Bùi Hồ. Thì ở quê ngoại thì Bùi Hồ đang ngồi trên một cái con thuyền, một cái chiếc xuồng nhỏ. Bên kia là một cái bờ kênh. Thì chọn đây cho nó khung cảnh cho nó yên tĩnh, hữu tình, và đặc biệt là nó không ít ồn ào xe cộ, để quay video clip về tâm sự của Bùi Hồ cho cô bác anh chị, để cô bác anh chị cùng thấu hiểu cái tâm tư của Bùi Hồ. Thời điểm này là khoảng 8 tháng Bùi Hồ tham gia làm YouTube và bắt đầu từ con số 0. Thì trong cái quá trình làm YouTube nó có những cái khó khăn nhất định, có những người ủng hộ mình và cũng có những người không ủng hộ mình. Thì có rất là nhiều người những cô bác anh chị đặt câu hỏi cho Bùi Hồ. Câu hỏi thứ nhất là làm YouTube, Bùi Hồ muốn trả lời cho cô bác anh chị biết là làm YouTube giàu hay nghèo. Và cái thứ hai là những câu hỏi thắc mắc của các bạn. Đối với Bùi Hồ, làm YouTube cũng là một việc khó khăn, và đặc biệt là không có thời gian. Bùi Hồ chỉ dính được cái thời gian đi quay video clip trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật thôi. Những ngày mà ở cơ quan thì còn cái công việc của cơ quan đó, thì Bùi Hồ không có đi làm được, không có đi làm YouTube được, mà cố gắng 2 ngày thứ bảy chủ nhật Bùi Hồ phải đi quay. Thì trong tất cả cái việc đi quay cho đến tìm nhà những cô bác anh chị hoàn cảnh khó khăn, rồi đi đứng và trang thiết bị máy móc, Bùi Hồ phải tự tay để mà trang thiết bị cho mình và tự lên ý tưởng để mà tìm, và sau đó về nhà edit video. Thì đó là một cái công việc rất khó khăn, và những ủng hộ của cô bác quý anh chị bằng cách là thích video hay là bình luận để cho Bùi Hồ càng ngày, kênh Bùi Hồ càng phát triển hơn đó. Thì làm YouTube giàu hay nghèo thì Bùi Hồ xin trả lời luôn. Dạ, làm YouTube giàu cô bác quý anh chị, rất là giàu. Giàu ở đây là giàu về cái, Bùi Hồ nói giàu là giàu về cái kinh nghiệm sống, về những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình, về những cái động lực vươn lên của cô bác anh chị mà trong video clip Bùi Hồ đã từng gặp. Ví dụ như là về cái vượt qua hoàn cảnh khó khăn của chú Hoài Minh Phương ha, của nhà văn Hoài Minh Phương, hay là của chú Hồ Ngon, hoặc là của chú Nguyễn Hồng Phước, kỳ tài Nguyễn Hồng Phước. Bùi Hồ học được cái cách sống rất là nhiều. Đó là cái kinh nghiệm sống cho Bùi Hồ. Và cái nghèo, làm YouTube nghèo cô bác của anh chị. Lúc đầu thì Bùi Hồ không có kinh phí để mà đi làm, tự lấy điện thoại ra, tự quay, tự đi mua một cái quay vậy đó, cái mình gắn vô cái mình đi quay. Và cái máy tính cũ của Bùi Hồ sử dụng rất là lâu rồi, Bùi Hồ mới đem về nhà tìm phần mềm để sửa. Rồi tất cả đều là thiết bị có sẵn hết, chỉ có sau này Bùi Hồ mới trang bị một cái máy quay là máy Google, mua trả góp. Cái máy quay này Bùi Hồ mua trả góp. Nhưng mà Bùi Hồ rất là vui vì được thực hiện cái đam mê của mình, một cái ước nguyện của mình, đó là tìm giúp đỡ cô bác quý anh chị, tìm giúp đỡ những cô bác có hoàn cảnh khó khăn, và
cho mọi người thấy được cái tài của các em như bé Thúy An chẳng hạn, như chú Hồng Phước chẳng hạn, để xã hội này biết được cái tài của cái tài năng của những cô chú đó, để mà phát hiện, để chúng ta có thể xã hội mình có thể giúp đỡ kịp thời để phát hiện được cái tài năng. Thì trong cái quá trình mà làm YouTube đó, có nhiều bạn nói bình luận rất là khó nghe. Cái thằng này nó dắt cái máy quay đi, rồi nó quay xong rồi nó đi về, nó không cho đồng nào hết. Hoặc là người ta đánh đàn muốn gãy tay mà không mua tờ vé số, hoặc là không cho tiền. Thì Bùi Hồ xin trả lời luôn cô bác của anh chị. Thì trong cái quá trình quay đó, Bùi Hồ sống bằng cái đồng lương ít ỏi của mình, với một cái kinh phí ít ỏi. Thì Bùi Hồ đi quay, Bùi Hồ giúp bằng cái khả năng của mình. Ví dụ như Bùi Hồ giúp không có nhiều, giúp 100, 200, hay là giúp nhiều hơn nữa, thì Bùi Hồ cũng không có quay để mà đưa lên, để công khai, để cho mọi người thấy rằng là có giúp. Tại vì ở trong cái phương diện giúp đỡ thì Bùi Hồ chỉ giúp người đó biết, và Bùi Hồ biết trong cái lương tâm của Bùi Hồ không cắn rứt là được rồi. Có nhiều bạn nói dắt cái máy quay xong đi về, trong cái quá trình giúp thì Bùi Hồ không bao giúp về tiền bạc thì Bùi Hồ không bao giờ đưa lên, và giúp bằng cái tấm lòng của Bùi Hồ trước tiên, sau đó là đến về vật chất. Giống như người ta nói là cho một cái con câu hơn chỉ cách câu cá, còn hơn là mình cho một cái con cá. Đó là cái tâm sự thật của Bùi Hồ. Cô bác anh chị biết là khi tìm gặp một cái nhân vật trong video clip chạy quãng đường 40-50 cây số, có khi đến cả 100 cây số, cả 100 km, mà không gặp được người đó thì Bùi Hồ phải quay trở về. Quay trở về rồi xin số điện thoại, rồi hẹn ngày người đó, ngày hôm sau mới gặp mặt. Ở trong cái không phải là cô bác anh chị thấy là cứ đến là gặp như video clip của Bùi Hồ đưa lên, mà trong đó nó có rất là nhiều chuyện để mà mình khó khăn để mà mình thực hiện video clip. Bùi Hồ nói ở đây không phải là than khổ hay là than khó khăn để cho cô bác chị thương, mà đó là sự thật. Để làm được một video clip thì cực kỳ gian nan và khó khăn. Về tiền bạc vật chất, về săn cộ ăn uống đồ thì Bùi Hồ không nói. Về quãng đường đi, rồi về đôi khi đi không có người đó ở nhà, rất là nhiều chuyện của bác anh chị. Nhưng mà vì sự thương yêu của cô bác quý anh chị đã dành cho Bùi Hồ trong thời gian qua, thì Bùi Hồ sẽ luôn cố gắng thực hiện những video clip hay hơn, ý nghĩa hơn và thiết thực hơn, càng ngày càng nâng cao cái trình độ quay phim của mình cũng như và edit video để cho cô bác anh chị xem, để mà hiểu thêm về cuộc sống. Đó là những cái tâm sự thật của Bùi Hồ, những cái nỗi lòng của Bùi Hồ nói ra để cho cô bác anh chị hiểu thêm về người làm YouTube, hiểu thêm về cái những cái khó khăn của những người làm YouTube giống như là Bùi Hồ. Và mong rằng cô bác quý anh chị đồng cảm, thương và ủng hộ kênh trong thời gian kế tiếp, để Bùi Hồ có những cái động lực tiếp theo để thực hiện những cái video clip. Và lời sau cùng trong clip, Bùi Hồ xin chúc cô bác quý anh chị một ngày mới tốt đẹp, an lành, sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại ở video clip về những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo.